bạn qua lại cuộc sống của mình. Hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem chiếc máy mình mới mua, chiếc máy xay sinh tố đa năng 12 set. Mùa Costco đang sale 40 đồng với giá là 120 đồng. Rất rẻ và rất là xịn luôn các bạn. Đã không? 12 set vừa có ly, có tắt, tất cả mọi luôn. Giờ mà thử với bạn coi nha. Ok. Trong đây mình có một cuốn sách hướng dẫn, thấy không cảnh đâu, dễ hơn. Đây mình có một cái nắp, đây. Sách này là sách hướng dẫn và công thức chế biến những món ăn tinh tối thứ nhé này. Qua đi. Ở đây mình có hai cái nắp của hai cái ly rất là to. Đây là hướng dẫn sử dụng. Không dễ hết bạn, không dễ hết, hướng dẫn sử dụng. Đây là cái máy của chúng ta. Nuchi Bullet. Ở trong đây có một cái máy. Đây là cái máy, cái đế của nó. Nặng quá nha các bạn. Quá trời nặng, nó nặng chịch luôn. Bỏ ra tặng coi. Nói gì luôn. Cái máy của nó này lúc bạn có nhiều chức năng, nó chức năng xay đá hòa tan nhiều cấp độ từ 1 tới cấp 5 luôn. Hồ xay các bạn ơi. Ok, để qua đây đi. Một cái bình sinh tố to đó, để ở đây. Bình nó hơi bị to luôn đó nha, to như vậy giống như một cái xay sinh tố bình thường đó, hoặc là một cái đồ xay bằng một cái ly. Mình mở ra nha. Nhìn cái xịn mấy bạn, này chắc là nhựa xịn á, nó cứng ngắc rồi, mở không ra. Bị chảy vậy rồi, không phải chảy ra gì, nhìn rất là xịn nha, đáng đồng tiền mấy gạn nha mấy bạn. Đó, hay một cái ly nhỏ, cái ly tay riêng, tay ly nhỏ. Đó, cái ly này hiện đánh cái nắp được nè. Beautiful. Đừng nhét tay, tay sinh tố, tuyệt vời luôn. Mình thấy không? Trời ơi. Đây là một cái bình giữ nhiệt. Đây có một cái bình giữ nhiệt mấy bạn. Giữ nhiệt trong vòng 24 tiếng đồng hồ luôn. Đâu, nhìn đi. Dày cột, cứng ngắc, tha hồ luôn. Giữ nhiệt, giữ lạnh, giữ nóng, cháo, các thứ. Tuyệt vời. Cái nắp này vừa không? Cái nắp không vừa, sao nó mới được. Không biết luôn các bạn ơi. Đây, cái này là cái ấy của nó. Phải nắp vô được nha. Cái nắp của nó luôn. Phải nắp vô luôn. Vậy, nó này cho nó mà. Đó. Xịn chưa? Trời ơi, đúng là 120 đồng quá khác. Tuyệt vời. Để đây đi. Đấy rồi. Rồi đây là cái đế xay của nó. Đó, để xay lưỡi dao 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 lưỡi dao luôn mấy bạn ơi. Mình sẽ gắn vô đây. Mình cần để đây thôi là được rồi. Đó, very easy thôi, đó cái nắp đó, rồi. Đây thêm một cái bình nhỏ nữa các bạn. Đó, tổng cộng là 12 món nữa các bạn, quá trời luôn. Ok. À, bây giờ mình sẽ test máy thử cho mấy bạn coi nha. Mình sẽ xay thử cái gì đó cho mấy bạn. Ok. Mình sẽ làm milkshake với loại hạt trái cây các thứ. Dính luôn. Coi để hút tưới lít luôn. Trời ơi, dính xuống bàn các bạn ơi.
Đấy ra mình sẽ xay với cái bình nhựa. Chỉ cần bỏ trái cây vô đây, xoắn lại, chặt lại, rồi ok, mình chỉ cần nhét trái cây thôi là xong. À, chắc phải bạn chưa, mày bấm xay thôi chú. Ok, thế là bây giờ mình sẽ thử xay sữa tươi cho ông vua và những cái hạt đông đá. Các bạn ơi, có hạt cherry nè, blackberry nè, châu berry nè, blueberry nè, nói chung là những cái berry mix food blend. Ok, xay cái này với là sữa tươi và yogurt với này chưa. Ok, giờ mình sẽ cho cục vô, hai cục, hai cục, cho nhiều nhiều tiếng nha. Đó, sau khi cho mấy cái hạt trái cây đông lạnh này vô hả, thì mình sẽ cho một tí da ua vô nha. Da ua nó tự làm, là da ua Việt Nam nhà làm. Này vô. Rất là hấp dẫn. Rất là heo thịt giống vậy. Đấy. À, mình cho miếng sữa vô nè, sữa tươi nè. Đó. 3 đồng một chai, một bình 3 lít. Tha hồ luôn, có cho. Cho vô bằng cái này luôn. Ok, được rồi đó này. Ok, giờ mình bắt đầu xay thử nè. Đánh này vô nha. Wow. Rồi mình sẽ quay ở chế độ crust nha. 1, 2, 3 chưa? 1, 2, 3. Chắc chưa? Em mình phải bấm luôn. Mức 1, mức 2, đó là tiện lợi. Nè, xong cái này cho mình cần gõ lên. Ồ, cứng. Ồ, tuyệt vời. Wow. Kinh vời. Ok. Mình thay đổi lên đi thôi. Nó chạy. Ồ, một cái. Rất là heo thịt mấy bạn. Đang sale trong Costco đó. 120 đồng thôi. Ok, nếu các bạn thấy máy này hay thì giới mua một cái đi, đang sale rẻ lắm á, có 120 đồng thôi. Và nhớ like và subscribe cho mình nha, mình đang cần gấp 1.000 subscriber. Ok.